Đây là cái cổng. Mình quay cái mặt ngoài cho mọi người xem. Người ta nói là người xưa được người ngoài hành tinh giúp đỡ, mà thật sự mình xem mấy cái này á, mình cũng có thể tin là như vậy luôn á. Là tại vì mình không thể nào tưởng tượng được mấy ngàn năm trước mà họ có cái kỹ thuật quá tốt. Mọi người nhìn cái gạch phía trên này nè. Bạn cái nhà thấy không? Nó rất là đều, đều tăm tắp luôn á. Hay chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Tụi Linh đang xếp hàng để chờ mua vé vào cái khu lịch sử Herculium. Thì cái khu lịch sử này cũng nằm ở cái tỉnh Naples. Thì cái khu lịch sử này như thế nào á, Linh sẽ quay và nói cho mọi người sau nhé. Mọi người nhìn đi, giờ Linh bây giờ gọi là đang thui luôn chứ không phải là ngâm luôn á cả nhà. Tại vì nóng quá, nóng kinh khủng luôn. Cái mồ hôi của mình á, nó cứ đổ xuống. Mà thật luôn á. Và Linh sẽ quay cho mọi người coi cái đoạn đường đi tới đây. Tại vì cái đoạn đường đi tới đây thì nó rất là đẹp, thực sự nó rất là đẹp. Nhưng mà, và cái đường của Ý, cái kiến trúc của Ý cũng đẹp lắm. Nhưng mà khi mà Linh quay á thì nó không được. Tại vì lúc mà ngồi trong xe cái đường nó không có êm, nó bị sốc. Cho nên khi mà Linh quay cái đường, Linh ngồi trong xe, Linh quay cái máy của Linh nó giật quá, Linh không có xài cái chế độ chống rung. Cho nên Linh có tiếc quá, không có quay nhiều cái cảnh đẹp ở phía ngoài dọc đường cho mọi người xem. Coi như quay được như thế nào thì quay và chia sẻ được thế nào thì Linh sẽ cố gắng chia sẻ. Con mèo nó cũng đợi mua vé. Nào đó, mình đi thôi, đi. Ở đây á, mình phải mua vé vào cổng. Và cái vé vào cổng là 13 đồng một người. Còn con nít á, dưới 18 tuổi là được miễn phí. Đây là cái thành phố cổ được thành lập phía năm 79 sau công nguyên. Và nó đã bị vùi lấp bởi cái trận gọi là núi lửa, cái nhà núi lửa phun trào á. Thì nó bị vùi lấp. Và sau đó năm 1700 mấy á, thì tình cờ người ta mới phát hiện ra được cái chỗ này. Thì nhờ, cũng có thể là chính vì nhờ cái tàn tích của núi lửa vùi lấp lâu năm, cho nên những cái công trình nó vẫn còn nguyên vẹn, nó không có bị phá hủy như là những cái thành phố khác. Của mình, nhưng mà hiện tại thì ngoài cái gì nè, cái của Huế ra thì Linh hiếm có thấy một cái công trình nào khác. Mình phải đi xuống một cái đường hầm như vậy mới tới cái thành phố cổ nha cả nhà. Cái trên cái đường này là không phải là dơ mà là nước á, nó làm cho mấy cái thành tường nó bị đóng rêu. Con lên nó sợ vào mấy cái chỗ này lắm, sắp tới rồi cho nên nó cằn nhằn sùm hết, nó sợ mấy cái chỗ ẩm ướt tối như vậy. Giờ mình sắp tới cái thành phố cổ rồi. Nước ở đâu nó chảy ra dữ vậy ta? Cái hệ thống nước ở đây. Wow. Yes. Coi kìa, lúc mà mình nhìn ở trên nhìn xuống thì thấy nó cũng không có lớn lắm cả nhà ha. Mà đến khi nhìn ở đây thì mới thấy rồi, nó cũng to ghê á. Công trình công nhận người xưa làm sao mà người ta có thể xây ra những cái này. Ok. Next floor. Oh, misschien wel. Huh?
Ik weet het niet. Wat staat er in het boekje? Đây họ đang sửa chữa. Còn ở bên này chắc là mình để phải mình phải đọc lại cái hướng dẫn á. Để biết là mấy cái chỗ này là cái gì. Phòng trọ, phòng ở, Linh không hiểu. Đây là mấy cái tượng cổ. Mọi người nhìn đi. Dù là rất là lâu rồi nhưng mà mọi người thấy không? Người ta tạc rất là tỉ mỉ luôn á. Hoa văn vẫn còn giữ được cho tới bây giờ. Nắng quá nắng cả nhà ơi. Mình phải đi vào cái chỗ này để mình trú coi. Cái này là gì ta? Đây là tượng của vị thần Marcus và hai cái tượng nhỏ đó là sứ giả của tình yêu. Vì cái trận động đất và núi lửa thì cái thành phố này đã bị chôn vùi xuống khoảng 20 mét, sâu 20 mét. Và mọi người thấy nha, thì ở đây đó, trên cái vách đá này nè là còn dấu vết của cái lần khám phá di tích đó cả nhà. Mỗi cái sọc sọc xuống là người ta đào á, người ta đào sâu xuống á, thì mọi người thấy đi, đó là 20 mét luôn đó nha. Đây là chắc là gỗ á, cái gỗ hoặc là cái cột, mà Linh nghĩ là chắc gỗ hóa đá rồi. Gỗ, Linh nghĩ là gỗ chứ không phải là cột đá đâu. Nhưng mà đã bị cái trận động đất và núi lửa đã làm cho hóa thành đá. Còn Linh nó la làng, tại vì thật sự là rất là nóng luôn. Trời ơi, bé nó bị té. Ở phía trong là cái di tích nhưng mà nó chưa có được sửa chữa hết, cho nên mọi người không có được tham quan. Ai cũng muốn nhìn vào cửa sổ để xem coi trong đó có cái gì hết. Cái nơi này á, những cái bức tranh này á, là được xây dựng sau cái trận động đất năm 62 sau công nguyên. Và nó có 4 bức tượng. Nói chung là thật sự ra mình đọc là mình đã hiểu thôi, chứ mình không biết 4 bức tượng này là của 4 người, nhưng mà mình không biết của 4 người nào. Đó là của Minerva, Neptune, Mercury và Vulcano. Thì mình không biết là cái nào là cái nào nha cả nhà. Năm 62 sau công nguyên nha cả nhà, mà còn giữ nguyên được như vậy nè. Và cái gọi là cái nghệ thuật của họ đó, thật sự là độc đáo luôn á. Hồi nãy Linh có nói cái chỗ kia là mấy khúc gỗ hóa đá, nhưng mà anh xã Linh nói đó là than, một loại than chứ không phải là gỗ.
nắng muốn chết. Đây là cái nhà của Khem và được nó khoảng 1.800 m2. Là một trong những cái nhà, hai cái nhà lớn nhất ở khu vực này. Nó gồm có trường học nữa nha cả nhà. Và cái nhà này, theo kiến trúc của cái nhà này á, là kiến trúc của Hy Lạp cổ đại chứ không phải của La Mã. Mình để mình coi cái cơ trong đây nó có giải thích về cái bức tượng này như thế nào thì mình sẽ nói cho mọi người biết. Chứ cái kiến thức của mình nó cũng hạn hẹp ở trên chỗ này lắm. À, không, ở đây không có nói về cái bức tượng mà không chuyện về cái bức tượng này cho nên mình chịu thôi cái gì ơi. Lúc đầu khi mà mình đứng phía trên mình nhìn xuống, mình nói với nhà mình đi chừng nửa tiếng là hết cái chỗ này. Trời, nãy giờ mình đi gần một tiếng rồi đó mà chưa có tới đâu hết đó cả nhà. Nó rộng kinh khủng luôn á, đúng là một cái thành phố chứ mình nghĩ giống như là một cái khu nhà nhỏ nhỏ thôi. Ai ngờ bây giờ có nhiều thứ để coi quá. Đi nãy giờ hơn một tiếng rồi mà mới vượt qua cái cổng một xíu thôi. This is new. Yeah. Let's go. Okay. Houdt een beetje verbrand. Đây cái ô cái này bị cháy nè, cả nhà thấy không? Cái này bị cháy. Cha mẹ ơi, người nào cũng bị ướt nhẹp, nhem hết. Người Việt của mình nó qua đây chắc chịu không nổi đâu. Tại vì thật sự ra lúc mà lên cỏ ở Việt Nam, Linh cũng đâu có thích đi ra nắng đâu cả nhà. Cái em này chắc là người hướng dẫn. Trên những cái bức tường vẫn còn những cái tranh vẽ cổ. Wow. This is the atrium. It's a bit different from a normal atrium of the round house. Nghe ké cái anh hướng dẫn. It's just one thing. Don't lay it on the walls. Okay, don't touch it because there are beautiful frescoes and painting everywhere. These are cubicles around. These are bedrooms for the servants. This was the public side of the house. Anh nói đây là cái phòng ngủ và của hình như là Linh nghe không rõ lắm, là hình như phòng ngủ của người giúp việc. Ồ, có con ngựa ở trong đây nữa nè. Con bò, cái tượng của con bò. Trên vách tường là mọi người nhìn thấy không? Vẫn còn những cái hình vẽ đó. Hình vẽ rất là tỉ mỉ đó. Dù là đương nhiên là đất không có hợp với hiện đại rồi, nhưng mà vẫn còn để những cái di tích này cho mình coi để mình hiểu thêm về lịch sử của loài người. Phòng nhỏ quá. Tụi mình mới nghe ké hướng dẫn thì anh ta nói là trên cái nền nhà này nè, mọi người thấy không, là ở dưới nó có một cái lớp vẽ khác, và sau đó người ta tráng lên một cái lớp mỏng thôi, người ta mới vẽ lại thêm một cái lớp mới nữa. Và như vậy thì mình mới thấy là tại sao mà cái lớp này tróc đi thì lại có một cái lớp vẽ ở dưới nữa. Và cái nền đá này nè cả nhà, cái nền nhà này nè là cũng mấy ngàn năm rồi đó. Mình có thể tưởng tượng được là mấy ngàn năm trước mà người ta làm được cái nền nhà như vậy không? Linh thì không thể nghĩ ra luôn á. Cái nhà này là của nhà giàu, cho nên ngoài cái nhà lớn này ra có phòng ngủ cho người giúp việc,
còn có cả cái sân vườn nữa. Này cũng đúng là coi á. Chỗ này cũng có cái tường có lớp vẽ nhưng mà ngược sáng cho nên nó bị tối quá không để cho mọi người coi được. Đây là cái sân vườn này cả nhà. Mình có thể tưởng tượng đây là cái khu nhà của người tài phiệt xưa ông mới có thể giàu được như vậy. Mà không biết có ra vườn được không ta, hình như ra được, ra được ở chỗ kia. Chắc là Linh phải quay lại để mình đi ra khu vườn rồi. Mà Linh là muốn đứng ở trong này tại vì trải mở hết rồi. Đây. Cái này Linh không nghe. I just asked if whether they reconstructed it or that it's original paintings, but it's all original paintings. Some pieces were fallen down, yeah. They picked it up and put it in the right place, but it's all original, original pictures. Original paint. Anh xã Linh mới hỏi cái người hướng dẫn là mấy cái chỗ cái này là mấy cái chỗ vá víu này nè, thì có phải là của nguyên thủy hay không, thì họ nói đúng là của nguyên thủy. Là có những cái miếng nó rớt xuống đó, giống như Linh nói hồi nãy là có cái chỗ mà người ta vẽ từng lớp và có những cái chỗ rớt xuống người ta nhặt lên và người ta ván nó lại. Cái phòng này đẹp quá cho nên Linh phải quay cho mọi người xem cái phòng này. Qui est celui-ci? C'est des cadres de mort, partout, avec. What is that? What is that? This the house of deers. Baron deers. Comment ça s'appelle? Sujet au milieu. Troisième style. Và mình may mắn quá, mình được chứng kiến tận mắt những nhà khảo cổ đang làm việc. Cái máy lên nó không còn dung lượng để chứa nữa. Vì Linh sợ là không quay đầy đủ cho mọi người xem. Trên cái chỗ này, họ vẫn đang tìm kiếm cái di tích đó cả nhà. Linh quay nhanh cho mọi người xem nha, để sợ cái máy Linh không còn dung lượng nữa thì mọi người sẽ không thấy hết cái chỗ này, tiếc lắm. Lúc đầu Linh nói với cả nhà là mình thấy mấy cái nóc nhà hiện đại đó cả nhà. Thì lúc đó là mình không biết, mình nghĩ là người ta để mấy cái nóc nhà để làm giống như là làm cái nhà cổ cho mọi người xem, thì đúng là mình nói sai rồi. Thực ra dưới cái nóc nhà đó là công nhân và các nhà khảo cổ đang làm việc, vẫn đang nghiên cứu thêm, cho nên họ mới để những cái nóc nhà cho mình nhìn, mình tưởng là họ đang xây dựng công trình hiện đại ở trong cái công trình cổ này, nhưng mà không phải, họ đang làm việc á. Mình đi nãy giờ chỉ có 1/3 cái chỗ này thôi mà Linh thở không còn nổi nữa. Đây là cái snack bar. Qua đường mọi người thấy cái đường mình đi á, đá vẫn là đá cổ đại. Và đây là cái snack bar. Rồi phía sau đây nữa là có rất là nhiều cái để mình xem. Rộng quá cả nhà ha. Rộng thật sự. Hên là có gió đó. Nếu không chắc mình nãy giờ mình chết luôn á. Thank you.
ngày xưa người ta cũng ở gần gần nhau không hả cả nhà? Một cái khu dân cư thật là lớn. Đây là một cái chỗ phía trong, tôi lên lúc đầu tôi nghĩ nó là một cái căn hầm, nhưng mà nó không phải, mà là nó là cái vầy này đó nha. Cái chỗ này á là người ta chưa có khám phá ra, nghĩa là nếu mà người ta vẫn còn nghi ngờ ở cái phòng không gian này và cái trong cái khoảng núi này á là còn những cái di tích khác mà người ta chưa có khám phá ra được, và người ta nghĩ là cái di tích này nó còn lớn gấp hai cái phía ngoài mà mình xem. Ở đây có động nước cẩn thận nếu không thì sẽ bị té, và người ta ở đây là người ta đào mấy cái hầm ở chỗ này. Và đào sâu vào bên trong nữa để người ta thử coi người ta có tìm được cái gì không. Và hiện giờ thì vẫn chưa tìm ra, nhưng mà mọi người thấy ở đây ngoài cái vách này á là nó còn nó đã hiện ra mấy cái vách đá giống như là ở ngoài mình đã xem rồi đó, thì người ta vẫn đang nghi ngờ và người ta sẽ tìm hiểu thêm. Bên ngoài nó đã bao phủ bởi những cái vôi, những cái nham thạch của núi lửa, thì người ta phải nghiên cứu xem nó như thế nào. Và trong đây nè, ở đây là nó còn những cái không phải dấu vết của thiên nhiên mà là dấu vết của con người để lại. Và hy vọng là sau vài năm nữa thì mình có thể thấy được một cái thành phố khác, một cái thành phố cổ khác trong cái khu di tích lịch sử này. Đây là gì thì mình chưa biết, biểu tượng gì đó người ta đã khám phá ra. Có biểu tượng là con rắn. Đang tưởng tượng về cái chuyện Harry Potter ở cái nhà. Cái căn hầm bí mật của Harry Potter. Thật sự Linh rất là thích được nói chuyện với con rắn luôn á. Cả nhà ơi, chào mừng tới cái nhà hàng của Linh nhé. Linh xảo chứ nhà hàng gì của Linh. Đây là cái nhà hàng cổ đại nha cả nhà. Và ở dưới đây á là có thể là theo Linh đọc nó cũng không có rõ ràng lắm, thì có thể là người ta để đồ lên đây người ta nấu, hoặc là để giữ nóng, hoặc là để chứa đựng những cái hạt ngũ cốc. Và ở đây là nơi dự trữ hạt ngũ cốc. Đây là cái nhà hàng lớn. Cái thành phố cổ này thật sự là rộng lớn. Linh rất tiếc là cái máy của Linh nó không còn đủ dung lượng nữa, cho nên chỉ cho mọi người xem một phần của thành phố này thôi. Linh cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi clip của Linh, và hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé. Nếu cả nhà thích clip của Linh thì làm ơn hãy share, like và subscribe cho Linh, để Linh tiếp tục quay những cái clip khác phục vụ cho mọi người nữa nhé. Bye bye, chúc cả nhà một ngày thật vui. Bye bye.